Để tìm kiếm chiếc lông vũ bằng vàng, một vị hoàng tử trẻ tuổi phải dấn thân vào một nhiệm vụ nguy hiểm, đến núi Đại Bàng. Hoàng tử và vị hoàng thân ngỗ nghịch. Có lẽ tôi sẽ cho thêm. Trời ơi, Bert, chúng ta bị tấn công. Chúng phóc. Anh họ Dudley, anh làm gì ở đây vậy? Chẳng ai nói với ta cả. Đừng lãng phí bữa trưa của em. Ta là Dudley và ta làm theo ý mình. Theo lệnh của đức vua Nớt uy nghiêm, hoàng tử Ivando sẽ đi cùng người anh họ Dudley ngỗ nghịch trong nhiệm vụ tuyệt mật sao? Ivando chấp nhận. Cha, thật vui sướng, thật anh hùng, sao? Nhìn này, một bản đồ. Được rồi, đi theo ta nào mọi người. Có lẽ chúng ta nên đọc xong cuộn giấy đã. Có chuyện gì vậy, Dudley? Anh lấy kẹo táo ở đâu vậy? Nó là của ta. Dudley, ngài có cướp nó không? Không, trả lại đi Dudley. Được rồi. Đây. Anh không nên cướp kẹo của trẻ con. Tại sao chứ? Thì... câu hỏi đó cũng có lý. Tại sao vậy Bert? Vì đó là việc làm sai trái. Đúng sai trái. Ta là Dudley và ta muốn làm gì thì làm. Làm theo ý mình cũng vui đấy nhỉ. Tôi nghĩ đó chỉ là một trò vui nông cạn thưa ngài. Dừng lại ngay. Dừng lại. Ngài lấy nó ở đâu vậy? Nó là của ta. Phải vậy không? Đúng. Hai người không vui tính chút nào. Anh nói gì? Hoàng tử Ivando rất hài hước đấy. Mọi người đều nói thế. Nói với anh ấy đi, Bert. Ngài ấy là linh hồn của mọi bữa tiệc. Được rồi, để em cho anh xem. Thế này trông giống người không vui tính sao? Này! Thật là thô lỗ. Hãy gạt bỏ hết những điều khó chịu bằng món củ cải hầm. Hoàng tử Ivando rất thích món này. Ta muốn ăn bánh pudding. Thật sao? Phép lịch sự của ngài đâu rồi? Ngài sẽ được ăn bánh pudding sau món chính. Ta sẽ ăn bánh pudding ngay bây giờ. Anh ấy không được đòi ăn bánh pudding bất cứ khi nào mình muốn. Phải không Bớt? Dudley làm những gì mình muốn. Và giờ ta muốn ăn bánh pudding. Ngài Dudley, ngài sẽ phải đợi. Nếu anh ấy được ăn bánh pudding thì ta cũng vậy. Nhưng ngài ấy sẽ không có bánh pudding ngay bây giờ. Mang bánh pudding ra đi Bớt. Bánh pudding, bánh pudding, bánh pudding. Nhưng bánh pudding, bánh pudding, bánh pudding. Được thôi. Chúng mặt nhé. Ta muốn nghe kể chuyện. Đúng rồi, kể chuyện trước khi đi ngủ. Kể đi Bớt. Nhưng các ngài còn chưa mặc đồ ngủ. Kể chuyện, kể chuyện. Thôi được rồi. Đây là câu chuyện về một người anh họ thô lỗ. Nghe có vẻ nhàm chán. Đúng thế, nghe có vẻ chán. Tiếp tục đi Bớt. Dudley muốn khiêu vũ. Cái gì? Vào giờ ngủ sao? Cũng hay đấy. Nhìn này Bớt, ta đang khiêu vũ. Nhưng thưa ngài, Bớt, ta không nghe thấy gì cả, ta đang khiêu vũ. Khiêu vũ như gió.
Chào buổi sáng, anh họ Dudley. Bữa sáng, bánh kết. Tôi e là ngài phải đợi đến khi hoàng tử Ivan đâu. Bữa sáng. Được rồi, ngài làm ơn trật tự đi. Hoàng tử cần nghỉ ngơi sau những trò tinh nghịch đêm qua. Bánh kết Việt quất. Tôi không có quả Việt quất. Việt quất, được rồi, tôi sẽ đi tìm. Nhưng ngài nói nhỏ thôi. Chiến đấu. Cậu phải đi bắt. Chơi đùa sao? Trước bữa sáng à? Anh họ Dudley, anh tệ thật. Đến đây. Thưa ngài. Ngài Dudley. Theo lệnh của Đức Vua Nớt uy nghiêm, hoàng tử Ivan đâu sẽ đi cùng người anh họ Dudley ngỗ nghịch trong nhiệm vụ đến gặp bà Posy Pippin, nữ gia sư nghiêm khắc và đáng sợ nhất ngũ quốc, để học cách cư xử. Ôi trời ơi! Anh đi bắt đi! Lâu đài bánh kẹo! Trông có vẻ ngon đấy! Thật đáng tiếc vì đó là nhà của ai đó đúng không Dudley? Dudley! Dudley! Anh không thể ăn ống khói. Chắc ăn một chút cũng không sao đâu. Có gì dính trên? Không, không, không. Dừng lại đi, dừng lại. Đừng liếm nữa. Các cậu bé, các cậu khiến bản thân trông thật nhem nhuốc. Chắc cậu là Dudley. Sao bà biết tên tôi? Tôi là Posy Pippins, gia sư nghiêm khắc nhất vùng này. Tôi sẽ kể một câu chuyện, nên hãy trật tự lắng nghe. Vua Nớt đã gửi cậu đến đây để thay đổi tính cách ngỗ ngược, và cách học duy nhất là làm theo lời tôi. Không, cậu sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Rõ chưa? Tốt lắm. Cậu đã thất bại trong bài kiểm tra đầu tiên vì đã thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người khác. Ta đã cố ngăn anh ấy, nhưng bà biết Dudley đấy. Nếu bà có thể biến ta trở lại như cũ, ta sẽ không làm phiền hai người nữa. Chắc chắn rồi. Nào, chúng ta hãy trở lại khu cắm trại. Phải tạm biệt đồ quái dị. Nhưng cậu cũng trượt bài kiểm tra. Cậu bé dê tham lam. Ta không phải dê. Quả bóng và sợi xích này không thể giữ chân hoàng tử Ivan đâu vĩ đại đâu. Tôi biết rồi. Tại anh hết đấy. Bớt nói đúng. Anh chỉ là một kẻ ngốc. Quy tắc đầu tiên của trường học ngỗ ngược là không đánh nhau. Giờ đi thôi. Ta sẽ làm gì mình muốn, đồ hách dịch. Lưỡi của ta. Quy tắc thứ hai của trường học ngỗ ngược, không ăn nói sốc sược. Ôi trời. Cô gia sư sẽ không thích điều này đâu. Tại bàn ăn, các cậu nên lịch sự và không được nói lớn tiếng. Hãy chú ý đi. Xin lỗi cô Popsy Pipkin, có một sự hiểu nhầm nghiêm trọng ở đây. Ta là một cậu bé ngoan, cô có thể hỏi bảo mẫu. Vậy sao, cậu có tốt bụng và tôn trọng những người xung quanh không? Và quan tâm đến cảm xúc của họ? Nhàm chán, kể tiếp đi bớt. Bánh pudding, bánh pudding, bánh pudding. Không phải lúc nào cũng như vậy. Tôi cũng nghĩ thế. Bớt, ta xin lỗi. Tôi có thể giúp ngài. Chúc một ngày tốt lành, thưa bà. Tôi là Verticus Bớt, thống đốc nghiêm khắc nhất trong vùng.
Tôi là Posy Pippins và tôi là gia sư nghiêm khắc nhất trong vùng. Tôi thấy do một lỗi hành chính mà cô đang dạy dỗ hoàng tử Ivando nào đó. Lỗi hành chính? Tôi nói lắp sao? Vâng, thưa bà. Lỗi? L-O-I. Vị hoàng tử này được đích thân vua Nớt giao cho tôi phụ trách. Bertie! Phải gọi là thầy Berticus Bert chứ. Thật hỗn xược. Đi cùng tôi mau. Chúng ta còn cả một hành trình dài phía trước đấy. Quý bà tốt bụng, làm ơn mở khóa xích giúp tôi. Trời ơi, ngài thật nghiêm khắc. Vâng. Giờ thì nhanh lên, tôi không có thói quen nói lại hai lần. Này, còn ta thì sao? Tôi tin cậu đã được giao cho đúng người, Dudley. Nhưng ta muốn đi với ông. Ta ghét bà ấy. Quy tắc thứ ba của trường học ngỗ ngược là không phải lúc nào cậu cũng có thể làm những gì cậu muốn. Chúc cậu Dudley một ngày tốt lành. Tôi sẽ không tha thứ cho những kẻ sức sược. Tai của ta. Cậu làm gì vậy Bert? Chỉ là diễn thôi thưa ngài. Nghe này Bert, về hành động của ta trước đó. Ta đã hành động như một kẻ ngốc. Ta thực sự xin lỗi. Cậu không để bụng chứ? Không hề. Giờ chúng ta đi tiếp chứ? Bertie!